chào các bạn. Ở phần trước thì mình đã review đánh giá cái miếng dán kính cường lực và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tự dán cái miếng dán này. Đối với những người mà đã từng có kinh nghiệm về miếng dán phổ thông thì sẽ dễ dàng dán được ngay, còn với những ai mà chưa từng dán bao giờ thì cũng không có gì là khó khăn cả. Mình sẽ hướng dẫn ở đây là đối với chiếc LG Optimus G, và có thể thấy là ở trên vỏ hộp của miếng dán này thì có in là dành cho LG E975, thì có thể dùng để dán cho tất cả các phiên bản LG Optimus G, phiên bản quốc tế E975 hoặc là phiên bản Hàn Quốc F180. Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn bằng tiếng Anh cách dán miếng dán kính cường lực này ở tờ hướng dẫn hình giọt nước ở phần mặt sau. Cũng rất là đơn giản, và giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán theo cái hướng dẫn này. Thì việc đầu tiên trước khi dán thì chúng ta sẽ cần phải vệ sinh, làm sạch màn hình. Ở trong hộp của miếng dán thì có một cái túi nhỏ, ở trong túi thì có một cái tép nhỏ như thế này. Thì đây là cái tép mà chứa cái miếng khăn ẩm. Cái miếng khăn ẩm thì nó có cái dung dịch dùng để làm sạch màn hình. Chúng ta bóc nó ra, rồi lấy cái miếng vải này lau lên màn hình. Lau cho thật đều, thật sạch hết tất cả những cái vết bẩn, những cái vết vân tay hay là bụi bám trên màn hình. Sau khi đã lau bằng khăn ẩm, chúng ta sẽ lau lại một lần nữa bằng cái miếng khăn khô màu xanh này. Chúng ta cố gắng không để sót lại một hạt bụi nào trên màn hình. Sau khi đã lau chùi sạch, chúng ta có thể tiến hành dán ngay cũng được. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà có những cái hạt bụi cứng đầu mà lau cũng không sạch thì chúng ta sẽ dùng cái miếng giấy dính màu xanh này để dính nó ra. Sau khi vệ sinh xong thì mình sẽ dùng cái miếng dính này dán vào một mép của bên màn hình như thế này. Còn để làm gì thì tí nữa thì mình sẽ nói với các bạn sau. Và giờ thì chúng ta sẽ tiến hành dán. Thì chúng ta thấy ở đây là ở cái mặt dán có một mảnh giấy xanh có số 1 như thế này. Chúng ta sẽ lột cái mặt này ra để dán vào. Các bạn cũng phải chú ý là ở đây chúng ta thấy có một cái lỗ. Thì đây sẽ là lỗ trống cho cái giải cảm biến ánh sáng ở mặt trước. Các bạn phải chú ý, nếu không là sẽ bị nhầm bên. Giờ mình sẽ lột cái mặt này ra để chúng ta có thể bắt đầu tiến hành dán. Mình sẽ dùng cái phần logo mặt trước này để căn. Chú ý là căn đều với tất cả các cạnh, vì cái miếng dán này thì nó nhỏ hơn màn hình một chút. Sau khi đã chuẩn xác rồi thì chúng ta ấn vào miếng dán để miếng dán ăn vào màn hình và có thể bỏ tay ra. Từ tính ở màn hình với miếng dán sẽ hút chặt cái miếng dán vào. Chúng ta dùng ngón tay vuốt nốt đến những cái phần mà miếng dán nó chưa dính đến. Như vậy về cơ bản là đã xong. Trong những cái trường hợp mà như là mình ở đây, mình đã dán nó hơi lệch một chút về phía bên này, thì mình sẽ dùng cái phần mà cái miếng dán xanh vừa nãy ở góc bên này, mình dùng nó để cậy nó lên, cậy cái miếng dán màn hình lên để chỉnh lại, dán lại cho nó vừa ý.
Tiếp tục dùng ngón tay để vuốt nốt cho miếng dán tiếp xúc hoàn toàn với màn hình. Đó, như vậy là đã xong. Giờ thì mình có thể tiến hành rút cái miếng giấy dán màu xanh ở góc bên này. Như vậy là đã xong. Chỉ với một vài bước cơ bản, các bạn đã có thể tự tay dán miếng dán kính cường lực bảo vệ cho màn hình chiếc điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay, vui lòng nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Else Channel. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.